Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đang xử lý một cặp lông mày khá là khó của một chị khách không có lông. Đây lông mày của chị rất là ít và chị đã hút lông mày ở bên mình rồi và hôm nay thì mình làm mới cho chị. Bây giờ đang là buổi trưa nhưng mà cái không khí của đi quay thì rất là bận rộn. Đây có thể quay ra ngoài cho mọi người nhìn. Bây giờ đang là 2:30. Mọi người đến đi cây làm đẹp rất là đông. Rất nhiều khách hàng hỏi đi cây là những cái lông mày hỏng, lông mày sửa thì cái quy trình sửa như thế nào. Mình cũng xin giải thích với các bạn đấy là cái quy trình mà sửa tại đi cây ấy, thì hiện nay có một cái công nghệ rất là mới. Đấy là công nghệ Picomax. Các bạn hút lông mày xong là có thể mới hơn cả công nghệ cũ của DK năm ngoái là công nghệ laser ultra. Công nghệ ultra thì có rất nhiều ưu điểm. Nhưng mà Picomax thì còn có một cái ưu điểm hơn nữa, đấy là Picomax lại còn xử lý những cái gốc màu khó hơn cả laser ultra. Ví dụ như là Picomax có thể xử lý những cái màu sáng hơn, ví dụ như là những cái tông màu ngoài đỏ đen thì có những cái tông màu ví dụ như xanh này, cam này, vàng, tím, nâu. Những cái tông màu đấy là những cái tông màu rất là khó hút. Và Picomax có thể xử lý kỹ hơn này, xử lý sâu hơn này, xử lý sạch hơn này. Và công nghệ Picomax này thì mình xử lý hút cho lông mày thì quá đơn giản. Sau đó mình có thể xử lý thêm cho tattoo. Tattoo thì nếu như các công nghệ khác ở các đơn vị khác thì nó sẽ gây bỏng sẹo, gây bong chóc, bỏng nước. Nhưng mà ở DK thì các bạn hoàn toàn yên tâm là hút lông mày thì về thì là không sưng tấy, không bỏng rát gì cả. Hút xong các bạn có thể đi chơi được ngay, trang điểm bình thường. Còn hút tattoo thì các bạn cũng có thể sinh hoạt, không phải kiêng kem ăn uống, không phải là kiêng kem tắm rửa gì cả. Da của mình vẫn như nguyên, chỉ có mực là nhạt đi thôi. Và sau khi mình đã hút Picomax xong rồi ấy, thì mình sẽ xử lý lông mày, môi, mí cho các bạn. Tại DK thì ngoài vấn đề là hút mày này, hút tattoo thì bên mình có hút cả mí, hút cả mực môi. Rất là nhiều các chị em mà đi làm ở các đơn vị khác ấy, mà môi bị bết mực này, bị đậm màu này, bị bong, bị màu xỉn này, bị tràn viền này, bị lem này, thì tại DK hoàn toàn có thể xử lý hết được cái mực đấy cho các bạn với một cái thời gian cực kỳ nhanh. Nếu như các công nghệ cũ, ví dụ như là laser ultra tại DK ấy, thì hút mất khoảng 3 lần, thì công nghệ mới Picomax chỉ hút tại 1 lần thôi là đã có thể sạch với cái hiệu quả tương đương rồi. Đấy là những cái ưu điểm rất là vượt trội của công nghệ mới Picomax, và mong rằng là mọi người sẽ có thể đến DK để trải nghiệm, để hút sửa cái lông mày của mình. Hiện giờ thì công nghệ laser tại các đơn vị khác ấy, thì nó rất là tràn lan, rất là nhiều đơn vị có laser. Nhưng mà khi mà các bạn trải nghiệm thì các bạn sẽ thấy là laser ở các đơn vị khác ấy, nếu như mà không đầu tư máy tốt ấy, thì thứ nhất là hút nó rất là đau, cảm giác đau nó rõ rệt luôn. Cái thứ hai là về sưng, bỏng, rộp, bong chóc. Cái thứ ba là nếu như mà có không bong chóc, không bỏng ấy, thì nó sẽ rất là lâu hết, tức là số lần nó rất là nhiều. Và ngoài ra ấy, thì nó không sạch hết được. Ví dụ như là với công nghệ Picomax nó có thể xử lý đến 98, 99, thậm chí 100%. Thì những cái máy ở các đơn vị khác nó chỉ xử lý được đến 80-85%, và rất đau, rất lâu và rất mất thời gian, bị cháy lông, trụi lông. Đấy là những cái nhược điểm rất lớn thì các bạn có thể so sánh vì sao DK lại khác các đơn vị khác. Và về giá tiền nó cũng có sự chênh lệch một chút. Tất cả được phụ thuộc vào chất lượng cũng giống như là cái hiệu quả mà công nghệ mới mang lại. Sau khi mà mình đã hút cho các bạn xong thì sau đó mình sẽ tiến hành làm. Làm thì tùy vào từng tình trạng, từ độ khó, tùy vào da của mỗi khách hàng thì mình sẽ tư vấn những cái công nghệ phù hợp. Hiện giờ tại DK thì có rất nhiều công nghệ để cho các khách hàng có thể lựa chọn với mức giá dao động từ 4 triệu cho đến 7 triệu. Tùy vào cái độ khó của da, ví dụ như là lông mày của chị nào mà nhiều lông rồi, có khuôn sẵn rồi thì mình có thể xử lý những cái công nghệ vừa phải hơn, ví dụ như điêu khắc chẳng hạn. Nhưng nếu như mà những da nào da dầu nhiều này, da khó này, ít lông này, thì mình có thể sử dụng những công nghệ ví dụ như là điêu khắc kết hợp với cả shading,
Đấy, ngoài ra thì có công nghệ mới nhất là công nghệ hair shop. Đấy là công nghệ mà mình có thể đi sợi bằng máy để tạo nên một cái sợi nó cực kỳ mảnh, bong ra sợi mảnh giữ được lâu và khắc phục trên tất cả các loại da, tất cả các tình trạng khó dễ đều xử lý được hết. Đấy là công nghệ rất là mới và trào lưu trên thế giới hiện nay mà IK đã update và làm rất là thành công, rất là nhiều khách hàng. Mọi người có thể tham khảo các hình ảnh những cái khách hàng mà có những cặp lông mày thảm họa tại IK mà IK sửa cực kỳ thành công. À, bên mình thường up ảnh trước và sau rất rõ cho khách hàng có thể nhìn kỹ được cái hiệu quả. À, ngoài ra thì bên mình cũng rất live stream rất là nhiều những cặp lông mày để cho các bạn nhìn thấy hiệu quả của việc sửa. Cái lông mày mới thì IK xử lý rất là dễ rồi, nhưng mà lông mày sửa thì nó đòi hỏi kỹ thuật rất là cao. Bởi vì những cái lông mày sửa thì ngoài cái vấn đề là da bị chai, sẹo này, nhiều chị là hút ở những cái đơn vị rẻ tiền là bị chai da, bị sẹo da này, bị trụi lông rồi này, không có lông mày này, rồi làm đi làm lại quá nhiều lần, mực xanh, đỏ, vàng, cam, lẫn lộn, thì nó rất là nhiều những cái nhược điểm như vậy thì phải cần đến những chuyên gia tay nghề rất là cao. Tại IK thì hiện giờ là có mình là một chuyên gia nữa làm lông mày. Mình thì sẽ phụ trách là vẽ dáng và làm sau đó thì là một chuyên gia nữa hỗ trợ đó. Đấy là điều mà rất là quan trọng, tất cả toàn bộ từ khuôn dáng, từ kỹ thuật công nghệ đều do mình xử lý, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Ok. Huy quay gần với chị. Đây là hình ảnh lông mày mà mình vừa mới xử lý các sợi xong. Và sau đây thì sau khi mà các sợi xong thì mình sẽ xây đinh nhẹ để cái lông mày nó trở nên dày hơn, bởi vì cái không có lông. Đó, cho nên là các bạn có thể nhìn rất là kỹ. Đây là sợi sau khi làm xong. Và sau đây mình sẽ xây nhẹ và chút xíu. Sau livestream này thì mình sẽ cho các bạn nhìn thấy được cái hiệu quả thực tế của cái việc mà làm lông mày với IK thì nó sẽ thay đổi diện mạo như thế nào nhé. Ok, thank you. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream và hy vọng sẽ được phục vụ cũng giống như là tư vấn làm sao mà để cải thiện những cái lông mày môi mí của các bạn. Rất nhiều dịch vụ tại IK đều là những máy móc tốt nhất, những nhân sự tốt nhất, những chuyên gia tay nghề cao nhất để đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại.